Nguyên Anh xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của đài truyền hình VBS trên băng tầng 57.6 và trên hệ thống Galaxy 19. Và kính thưa quý vị, để trở lại với chương trình diễn đàn y khoa, thì ngày hôm nay Nguyên Anh được hân hạnh tiếp chuyện với bác sĩ Hana Vũ Hồng Hạnh, bác sĩ tốt nghiệp y khoa tại Hoa Kỳ, chuyên khoa về giải phẫu thẩm mỹ. Và Nguyên Anh xin mến chào bác sĩ Hana Vũ Hồng Hạnh. Chào anh Doan và chào quý khán giả của VBS. Hạnh rất là cảm ơn Hạnh có một dịp để Hạnh đến đây nói chuyện về một cái chủ đề về liposuction, liposculpting hôm nay anh. Dạ vâng. Thì qua ống kính truyền hình của đài truyền hình VBS thì quý vị cũng thấy là bác sĩ Hana Vũ Hạnh rất là trẻ đẹp, nhưng mà thực sự ra đó, cái kinh nghiệm và cái tay nghề của bác sĩ đã phục vụ với khách hàng trên 18 năm nay. Kính thưa quý vị. Và như là bác sĩ vừa mới dẫn nhập đó, thì xin bác sĩ chia sẻ về vấn đề mà liposculpting đó thưa bác sĩ. Dạ vâng, liposculpting đó là một cách để tạo thân hình bằng cách hút mỡ. Mà hút mỡ, cái cách này rất là an toàn, tại vì không cần phải gây mê, chỉ gây tê vô đúng cái vùng mà mình muốn hút thôi. Đó là một cái sự rất là quan trọng lúc mà Hạnh nói về liposculpting. Nó không như là liposuction. Liposuction là một cách cũ mà khách cần phải gây mê thì mới hút được. Nhưng mà cái này là liposculpting. Đó là lúc mà cái vùng mỡ mà mình muốn tạo thân hình cho nó thon gọn đó, muốn hút đi đó, thì Hạnh gây tê vô cái vùng đó. Nên khách vẫn tỉnh, vẫn nói chuyện với Hạnh, nghe nhạc và có thể xoay chiều này chiều kia, thì Hạnh hút được cái mỡ hoàn toàn mà Hạnh hút bằng cách gây tê thôi chứ không cần phải gây mê. Dạ vâng. Và cái trung tâm khỏe trẻ đẹp của Skin Zone của bác sĩ Hana Vũ Hạnh điều hành đó, thì cái philosophy đó là không có gây mê, chỉ gây tê thôi. Đó là một cái điều tiên quyết, không đau. Và xin bác sĩ chia sẻ thêm ạ. Dạ vâng, lúc mà Hạnh tạo ra cái văn phòng của Hạnh đó, gọi là Skin Zone Medical, Hạnh có một cái philosophy rất là unique. Đó là nếu mà Hạnh muốn tạo cho sự sắc đẹp cho một người nữ, người nam, Hạnh muốn làm một cách nào mà nó rất là an toàn, mà không cần phải gây mê và làm cho khách có một cái sự result mà mau lành để trở lại đi làm. Cái đó gọi là no or low downtime. Nên tất cả mấy loại mà surgery Hạnh làm tại văn phòng đó, Hạnh chỉnh nó để là một cách mà chỉ gây mê thôi. Xin lỗi, chỉ gây tê thôi, không cần gây mê. Nên như là hút mở bụng, độn ngực, cắt mí mắt, sửa mũi, Hạnh độc làm bằng cách gây tê chứ không gây mê. Nên lúc mà khách ngồi dậy đó, thấy được hiệu quả nhưng mà không có bị đau tại vì thuốc tê đang làm việc. Và lúc về nhà cũng không cần phải uống thuốc tê lâu dài, uống qua độ chừng nửa ngày thôi là có thể thấy tỉnh táo, khỏe mạnh mà không có bị say thuốc. Yeah. Và thưa bác sĩ, sau khi bác sĩ làm cái liposculpting đó, thì cái mỡ dư của cái người bệnh nhân đó thì bác sĩ sẽ sử dụng như thế nào thưa bác sĩ? Dạ vâng, lúc mà sau khi Hạnh sẽ tả hết mấy về cái liposuction, liposculpting đó, Hạnh sẽ nói thêm về cái chủ đề mà cấy mỡ. Tiếng Anh gọi là fat transfer. Lúc mà Hạnh hút mỡ xong rồi đó, cái mỡ đó nó Hạnh sẽ dành, Hạnh để dành lại để mình cấy vô mấy cái vùng nào mà bị thiếu thốn trên cơ thể. Phần đông áo đông mình đó thì lại thích cấy mỡ vô mông hay là lên khuôn mặt, tại vì cái mặt của mình lúc lớn tuổi nó bị teo vô, nó bị hóp đi, nó hiện ra như là mấy cái lằn, như là hai cái bên mé miệng đó, thì Hạnh cấy vô đó. Hay là Hạnh cấy vô ngực cho mấy người nữ nào mà cái ngực mà không có được đầy đặn đó, Hạnh cấy vô. Mà mỡ này hay lắm, tại vì đó là đúng là mỡ của mình. Lúc mà cấy vô rồi đó, nó sẽ giữ đó mãi mãi và từ từ với tuổi nó mới teo thôi. Cho nên khách rất là thích cái phương pháp này. Lúc mà cấy mỡ vô, mình cấy vô mông hay là gọi là Brazilian butt lift, mình không cần phải độn implant nữa mà mình cấy vô cái mông mình nó tròn, nó mềm, nó mịn màng mà tự nhiên mình vẫn exercise, cử động được, ngồi được liền ngày hôm sau, đi làm được vài hôm sau. Nên khách rất là thích cái phương pháp này. Dạ, cấy mỡ. Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, cái trung tâm khỏe trẻ đẹp Skin Zone của bác sĩ Hana Vũ Hạnh thì có hai địa điểm, một cái ở trên Lot và cái gần nhất của chúng ta ở đây là trên thành phố Santa Ana, cũng gần đây thôi. Và cái số phone để quý vị gọi vào để mà tham khảo với bác sĩ Hana Vũ Hồng Hạnh đó là 714-361-1555. Dạ, thưa bác sĩ, nếu mà bác sĩ mà để mà giữ cái mỡ như bác sĩ vừa mới nói đó, cho nó tốt đó, thì như bác sĩ vừa mới trình bày đó là cái cơ thể của ta
của chúng ta nó rất là nhạy cảm, là khi mà chúng ta mang một cái vật khác mà nó không phải người của chúng ta mà mang vô trong cơ thể đó thì nó sẽ bị phản ứng này nọ. Nhưng đây là chính mỡ của quý vị, và bác sĩ Hana Vũ Hồng Hạnh sẽ cấy những cái mỡ vào những cái vùng khiếm khuyết của quý vị, thưa bác sĩ. Dạ vâng, cái mỡ này đó là đúng mỡ của mình, hãy hút đi từ cái vùng nào mà mình thấy nó dư. Phần đông đó đối với nữ hay nam đó là hãy hút đi từ cái vùng bụng, mà bụng là không phải chỉ hút ngay cái phần dư rốn không đâu, hãy hút tổng quát từ trên xuống dưới, cho nên lúc hút xong đó cái bụng nó flat, nó smooth, nó thẳng. Hãy hút từ dưới cái ngấn ngực đến dưới cái phần ở dưới của mình đó, mà hãy hút đằng trước và đằng sau. Mà hạnh hút bằng cách rằng là xài cái ống nhỏ lắm, nhỏ như là cái ruột của cây viết bích đó, nhỏ tí teo à. Cho nên cái lỗ mà hạnh đục đó chỉ là 2mm thôi. Nên hạnh không cần phải khâu lại cái lỗ đó. Và 24 tiếng hay là 36 tiếng sau đó, cái lỗ đó nó tự bít và nó không để lại thẹo. Nó chỉ để một cái dấu nào mà mờ thôi, rồi với thời gian nó cũng chỉ bay đi thôi. Mà lúc hạnh hút mỡ đó, tại vì cái ống nó rất là mỏng, nhỏ như cái ruột của cây viết bích đó, cho nên cái result nó rất là smooth, nó không có bị lộn cộn, không có bị lumpy. Nên khách rất là thích cái cách phương pháp này. Nó thay thế cái cách phương pháp mà gọi là tummy tuck. Tại vì nó hút mở bụng bằng cách liposculpting gây tê, không cần phải gây mê đó. Nó sẽ làm cho cái bụng nó flat, nó smooth. Cái da nó không có bị đùng đâu, da nó sẽ tự teo lại. Và hãy làm thêm một cái step nữa gọi là smooth. Laser để làm cho cái da nó thắt lại đó. Nên không cần phải làm tummy tuck, không cần phải bị thẹo, mà cái bụng nó thon, nó gọn và nó thẳng, mà thấy được cái result được liền hôm sau. Dạ vâng, qua cái sự chia sẻ của bác sĩ Hana Vũ Hồng Hạnh, Nguyên Danh là đàn ông, nhưng mà Nguyên Danh cũng rất là cảm nhận đó là một cái điều nó rất là đẹp. Thì kính thưa quý vị, các phụ nữ của chúng ta đó, cái vòng 3 nó cái vòng rất là quan trọng. Là khi như bác sĩ vừa mới nói đó, là bác sĩ làm cái phương pháp này, bác sĩ chỉ dùng một cái cây nhỏ như viết bích ấy, để hút ra, thành ra nó không có để sẹo. Và trong cái thời gian như bác sĩ vừa trình bày đó thì là cái da nó sẽ phẳng lại như vậy. Và quý vị cũng biết là mùa hè sắp tới rồi, đây là để các bà các cô khoe cái thân hình đẹp của mình ngoài bãi biển, phải không bác sĩ? Dạ vâng, bây giờ là cái mùa mà mình chuẩn bị for cái mùa hè đó, là mình nên ăn uống khỏe ha, bớt ăn carbs. Thứ hai đó tập thể thao, và thứ ba nếu mà thân hình mình, dù mình có tập thể thao mà cái bụng nó không được thon, không được gọn đó, thì hút mà hút bằng cách gọi là liposculpting, không cần phải gây mê gây tê thôi. Khách tỉnh táo nói chuyện với hạnh, mà hạnh vừa làm, hạnh vừa hút, khách vừa nói chuyện với hạnh, và làm xong nó cũng không bị đau tại vì thuốc tê nó còn làm việc. Và cái ống mà để hút nó rất là mỏng, nên lúc mà hút đó nó không có đau. Khách chỉ có cảm giác là hạnh bóp chỗ đó, hạnh cử động ở đó, nhưng mà nó không có đau, nhưng mà có cảm giác là hạnh làm việc ở đó. Dạ vâng. Thì đôi lần Nguyên Danh đến sinh hoạt tại văn phòng của bác sĩ Hana Vũ Hồng Hạnh, khỏe trẻ đẹp đó, thì thấy khách hàng họ cũng nói là khi bác sĩ làm như vậy nó chỉ tê tê cái chỗ đó thôi, rồi khi mà về nhà thì nó có một những cái quầng đỏ đỏ, tại khi mà mình mới làm đó, nhưng mà vài ngày hôm sau nó sẽ biến mất, thưa phải đúng bác sĩ? Dạ vâng, lúc mà mới hút xong đó, khách ngồi dậy đã thấy result được rồi, nhưng mà hạnh phải băng, hạnh bó lại ha. Hạnh có cái loại băng đặc biệt lắm, nó sẽ thấm, tại vì lúc mà hạnh hút đó, nước biển hạnh chêm thuốc tê với nước biển vô đó, thì lúc hạnh hút rồi đó, some of cái nước biển đó nó vẫn còn chảy, cho nên hạnh có cái băng đặc biệt lắm, nó hút cái nước biển dư đó, nó cũng như là một cái diaper, nó mỏng, rồi lúc mà nó hút thì nó sẽ dày lên. Rồi hạnh gắn băng ha, xong rồi hạnh cho mặc một cái áo gan thắt, xong rồi hạnh còn gắn một cái compression bandage lên nữa, gắn cho nó thắt lại thêm, cho nên lúc mà khách ngồi dậy đó, cái bụng nó êm, nó không có đau, và nó là một cái băng, nó thấm được hết mấy cái như là cái nước biển nó tuyến ra. Và dĩ nhiên lúc mà hạnh hút rồi đó, thì hôm sau lúc hạnh gỡ băng thì nó sẽ có cái vết đã đỏ hay là vết bầm, nhưng mà bầm nó cũng nhẹ thôi, rồi nó mau bay, chứ không phải là bầm tím, nó chỉ hơi mà mờ tím thôi, rồi cái đó nó cũng bay vài ngày. Thường khách chỉ cần nghỉ ngơi ở nhà một đêm, hai đêm là cùng, rồi có thể trở lại đi làm ngày hôm thứ ba sau khi hút mỡ. Vâng, đó là một cái phương pháp rất là tốt và hiệu nghiệm. Thì thưa bác sĩ, với cái phương pháp này thì nó kéo dài bao lâu thưa bác sĩ?
Dạ vâng, lúc mà Hạnh hút mỡ rồi đó, cái mỡ này, cái thân hình mới tạo thon gọn đó, nó sẽ giữ được mãi mãi nếu mà khách không có lên cân. Nên sau khi mà mình hút rồi đó, mình vẫn cần phải giữ cái healthy lifestyle. Cách ăn uống mình cũng phải ăn cho nó gọn và healthy eating, clean eating là ăn một cách mà không có ăn nhiều đồ bột. Như là bánh, không có nên ăn bánh mì, bánh chưng, bánh tét, bánh gì hết, nui hay là khoai tây. Vâng. Mấy cái loại đó đó, nếu có ăn đó, chỉ có ăn một ngày trong tuần thôi, như là have one cheat day. Rồi mình ăn nhiều rau, mình ăn thịt, nhưng mà tránh ăn đồ bột và uống nước lạ thôi. Chứ không có ăn như là đồ ngọt. Rồi với là cũng cần phải nên giữ exercise, nhưng mà không phải là mình phải đi gym mà một tiếng, một ngày mấy tiếng đâu. Exercise hãy nghĩ là độ chừng mỗi ngày nửa tiếng, như là mình đi bộ ngoài hay là mình làm một tí gì ở nhà đó, nửa tiếng thì mình sẽ thấy nó khỏe. Và nếu mà như vậy đó, là mình không lên cân đó, là cái giữ được cái thân hình đó mãi mãi. Dạ vâng, qua cái sự chia sẻ của bác sĩ Hana Vũ Hồng Hạnh đó, thì bác sĩ Hana Vũ Hồng Hạnh dặn dò là sau khi quý vị đã làm cái laposcoping xong đó, thì quý vị phải chú ý tới vấn đề dinh dưỡng, đừng ăn những chất bột nhiều. Và cái này đó là một cái điều tiên quyết, không phải là chúng ta làm cái phương pháp này mà tất cả mọi người trong chúng ta ở bên xứ Mỹ này chúng ta phải exercise. Nhưng bác sĩ vừa mới dặn dò đó, chúng ta không cần phải tập nặng đâu, chúng ta tập nhẹ nhàng và ăn uống cho nó được đầy đủ, thì cái hiệu quả, cái lâu dài nó sẽ kéo lâu dài hơn đó, thưa với quý vị. Và kính thưa quý vị, sau một vài thông tin thương mại, bác sĩ Hana Vũ Hồng Hạnh và Nguyễn Doanh sẽ trở lại với chương trình diễn đàn đi qua. Xin cảm ơn quý vị.